Lo lo lo, nhận đào tạo học viên đi, có lương cơ bản bao ăn ở luôn đi, một tháng 40 cục đi. Nhận đào tạo học viên từ 18 tuổi đến 90 tuổi đi. Công việc vô cùng đơn giản, cầm bay, trộn hồ, vét cát, xúc xi măng. Công việc chính là xây gạch, tô nền, tô tường, lấm lê, dẫm đá 46. Nói chung túm lại là công việc xây nhà, ngoài ra còn có rất nhiều chuyện nhỏ li ti, chẳng hạn như xây chuồng heo, xây chuồng bò, xây chuồng cọp. Đào tạo sau 3 tháng sẽ trao bằng thời chính, có thể là trao bằng thầu, trao bằng cây. Với tình hình dịch hiện nay nên khuyên mọi người có định hướng cụ thể để chúng ta có xin việc làm được cũng dễ. Nếu như sau 3 tháng đã có bằng thời chính nhưng vẫn chưa xin việc làm thì các bạn có thể về nhà xây sàn nước, chán xăng, có thể là xây chuồng heo, xây chuồng bò, có thể là xây nhà tắm, nhà cầu. Ngoài ra cũng có thể xây nhà máy tôn, xây nhà tiền chế, xây nghĩa địa, xây nghĩa trang, xây núm mồ. Vâng, và giờ đây chúng ta đã thấy được việc lợi ích đi phụ hồ, đi làm hồ, đi xin việc làm vô cùng dễ dàng. Tại vì công việc này rất phổ biến, cho nên chúng ta hãy cùng nhau xây một tương lai giàu đẹp, đó chính là chúng ta cùng nhau đi phụ hồ.